Trong núi á? Con đi con mình à? À nè, con quê ở đâu? Ở quận 7 chạy xuống ạ. Quận 7 là vùng nào? Ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh á. Quận 7 của xã nào, huyện nào? Không, với tôi là con ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. À lên đây á. Thế mà ở đấy nó hết dịch rồi con. Dạ. Con khép rồi nhá. Ăn cái trưa ăn cơm ở đâu, nên từ nào bao giờ? Dạ lên lúc sáng ạ, lúc 9 giờ ạ. Đi thăm núi hay là đi xem? Dạ đi lên núi nãy giờ leo tới kia rồi, giờ bắt đầu đi xuống nha, mũi quá. Nên trên chỗ cái chùa Vạn An này đúng không? Dạ. Xong rồi mũi quá là phải đi xuống. Con học hành gì rồi, đi làm chưa? Dạ đi làm rồi ạ. À đi làm rồi ạ? Dạ. Quý nhỉ. Dạ. Xây dựng gia đình chưa? Dạ chưa ạ. À chưa, cả hai đứa? Dạ. Ôi quý, nhưng mà lên đây là đi thăm cảnh hay là đi gì? Dạ mục đích là đi thăm cảnh đó thầy. À chứ không phải đi chùa chiền gì đúng không? Dạ mục đích chính là đi thăm cảnh thôi, chứ cũng không chưa có duyên đi thăm quý thầy đâu. Dạ. Giao lưu đi, có ấy, có Zano không? Dạ. Có Zano không? Dạ không, chú ý là xài Facebook này thôi ạ. Dạ. Thế à? Thì bọn mình đi nhá. Dạ. Đi xuống núi xịt cơm đây. Dạ. Đi chơi chưa biết đạo Phật. Đi vậy. Giờ thanh niên khó lắm, không phải dễ đâu. Để mà gặp được người mà biết được chánh pháp, biết được đạo Phật, đạo đức làm người khó, dễ ai cũng được vậy đâu.